Anh Đom Đóm và chị Giọt Sương mến chào các bạn nhỏ đang lắng nghe chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của đài One Way Radio. Anh Đom Đóm ơi. Ơi. Hôm qua anh nói sẽ kể tiếp câu chuyện của thành Sodom đó, anh có nhớ không hả? Ừ, anh nhớ chứ. Thì anh sẽ kể ngay bây giờ cho các bạn nhỏ và Giọt Sương nghe nè. Nhưng mà trước khi kể, để anh hỏi coi Giọt Sương và các bạn nhỏ còn nhớ không nha. Dạ, anh Đom Đóm hỏi đi. À, Chúa hứa nếu có bao nhiêu người công bình trong thành Sodom thì Ngài sẽ không hủy diệt thành nè. À, em nhớ là 10 người đó. Đúng rồi đó Giọt Sương, nhưng mà đáng tiếc thay, ngay cả 10 người công bình cũng không có trong thành, nên Chúa phải thực hiện lời của Ngài phán thôi. Vậy còn gia đình Lót ở trong đó thì sao anh Đom Đóm? À, từ từ đã, anh Đom Đóm sẽ kể cho Giọt Sương và các bạn nhỏ nghe ngay bây giờ. Chiều tối, hai thiên sứ của Chúa đi đến thành Sodom. Lót gặp họ tại cổng thành, liền đứng dậy nghênh đón. Xin mời hai ông đến nhà tôi nghỉ tạm đêm nay, sớm mai hãy lên đường. Hai vị khách trả lời. Không, đêm nay chúng tôi sẽ ở ngoài đường. Vì Lót hết lòng nài nỉ, nên hai vị khách theo ông về nhà. Lót dọn tiệc đãi khách. Lúc chuẩn bị đi ngủ, thì những người đàn ông từ già đến trẻ trong thành phố kéo đến nhà Lót. Họ đập cửa và nói, hãy đem hai người khách ở trong nhà ngươi ra để chúng ta ngủ với họ. Lót ra ngoài van nài những người này đừng đụng đến khách của mình, nhưng họ xông lên định phá cửa. Hai thiên sứ đưa tay kéo Lót vào nhà và đóng sập cửa lại, rồi làm cho đám đông đều bị mù, không tìm ra cửa được. Thiên sứ nói với Lót, hãy đem vợ, con trai, con gái và những người thuộc về ngươi ra khỏi nơi đây. Chúng ta sắp hủy diệt thành phố này vì tiếng kêu oán đã thấu đến Chúa. Lót chạy ra nói lại với hai con rể, nhưng họ tưởng Lót nói đùa. Gần sáng, hai thiên sứ hối thúc Lót ra đi, nhưng Lót chần chờ nên thiên sứ nắm tay Lót, vợ và hai con gái kéo ra khỏi thành vì Chúa thương xót họ. Khi đã ra khỏi thành phố, thiên sứ dặn, hãy chạy ngay lên núi để cứu mạng, đừng ngoảnh lại sau lưng, cũng đừng dừng lại bất cứ chỗ nào dưới đồng bằng. Lót sợ chạy lên núi không kịp, nên xin cho gia đình mình và ẩn náu trong một thành nhỏ gần đó. Vì vậy, thành phố này được gọi là Xoa, nghĩa là thành nhỏ. Khi mặt trời vừa mọc, cả nhà Lót chạy đến thành Xoa. Chúa lập tức giáng mưa diêm sinh và lửa từ trời đổ xuống, thiêu hủy thành Sodom và Gomorrah cùng với mọi vật trong các thành đó. Cả thành phố chìm trong biển lửa, những cột khói bốc lên cuồn cuộn, đen kịch như khói của một lò lửa khổng lồ. Nhưng vợ Lót quay nhìn lại phía sau và bị hóa thành tượng muối. Ờ, anh Đom Đóm ơi. Ơi. Sao bà Lót lại quay đầu lại làm chi, cho hóa thành tượng muối vậy anh? Em có biết tại sao thiên sứ dặn gia đình Lót đừng quay đầu lại khi chạy ra khỏi thành không? Có phải là vì thiên sứ sợ lửa sẽ làm cháy xém họ không? Không phải đâu Giọt Sương ơi. Giọt Sương và các bạn nhỏ còn nhớ lúc trước Chúa có ban phước cho gia đình Lót nhiều của cải và súc vật cũng gần bằng như ông Abraham không? Dạ nhớ. Rồi sau đó ông Lót và bác Abraham chia tay nhau. Ông đem theo gia đình và mọi thứ đó đến thành Sodom ở đúng không anh? Đúng rồi. Giọt Sương nhớ dai thiệt ha. Giỏi quá. Khi Lót và gia đình chạy trốn ra khỏi thành là rất vội vàng, nên mọi của cải phải để lại trong thành. Việc quay đầu lại là thể hiện sự luyến tiếc đối với của cải hơn là mạng sống của mình. Luyến tiếc nơi đầy rẫy gian ác, tội lỗi hơn là sự cứu sống của Chúa dành cho mình. Nên thiên sứ dặn như vậy cũng như là một sự thử lòng vâng lời của ông Lót và gia đình. Nhưng vợ Lót thì luyến tiếc của cải nơi đầy tội lỗi nên đã quay lại. Kết quả là bà thành tượng muối. Đáng tiếc quá à, anh Đom Đóm. Nếu vâng lời Chúa, xem trọng mạng sống mình hơn thì bà đã không phải như vậy rồi. Ừ, nhưng đó cũng là một bài học cho chúng ta nhớ rằng không nghe theo lời Chúa dặn thì thiệt thòi vẫn là mình thôi, đúng không nè? Dạ phải. Câu chuyện hôm nay hay quá. Thế còn câu hỏi dành cho các bạn thì sao nè anh Đom Đóm? Hôm nay có câu hỏi nào không anh? Có chứ, ngày nào cũng có một câu hỏi. Mà sao Giọt Sương lại hỏi kỳ vậy ta? Giờ Giọt Sương và các bạn nhỏ lắng nghe nè. Dạ. Câu hỏi có nội dung như sau. Thiên sứ dặn Lót và gia đình ông điều gì khi chạy cứu mạng mình ra khỏi thành Sodom? A.
chạy lên núi và đừng ngoảnh lại sau lưng. B. Chạy sang thành Jericho. C. Chạy xuống biển. Để giáo sư đọc lại câu hỏi một lần nữa nha. Thiên sứ dặn Lót và gia đình ông điều gì khi chạy cứu mạng mình khỏi thành Sodom? A. Chạy lên núi và đừng ngoảnh lại sau lưng. B. Chạy sang thành Jericho. C. Chạy xuống biển. Các bạn nhờ ba mẹ hay anh chị soạn tin nhắn theo cú pháp, họ và tên, dấu cách và đáp án, rồi gửi về tổng đài chúc bé ngủ ngon theo số 093-3939-862. Hoặc các bạn cũng có thể nhờ phụ huynh hoặc là anh chị gửi email về cho chương trình chúc bé ngủ ngon theo địa chỉ chia sẻ amoconeway.vn, cũng là cú pháp đó, họ và tên, dấu cách, rồi đáp án. Nhanh tay lên các bạn nhé, những phần quà dễ thương đang chờ đợi các bạn đó. Còn bây giờ thì anh Đom Đóm và chị Giọt Sương chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Chúc các bạn nhỏ ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào 21 giờ tối ngày mai nha. Chào tạm biệt.